như Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong ngày Chủ nhật thứ 10 thường niên. Trong thánh lễ này, như đã đọc trước thánh lễ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện, đặc biệt trong nhà dòng thì cầu cho thầy Hà, thầy Edmond Hà, thầy đang nằm ở nhà thương Memorial, thì bệnh tình cũng khá trầm trọng. Xin bà và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho thầy. Năm nay 97 tuổi rồi, 97 năm thì máy móc thì bây giờ cũng rệu rào hết rồi. Bà và anh chị em cầu nguyện cho thầy trong những lúc đớn đau thân xác. Và ngày hôm nay chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện với gia đình Du Xe Nguyễn Khắc Vinh nhân lễ giỗ một năm của cụ Du Xe. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Du Xe cũng như cho gia đình. Và đồng thời hôm nay cũng là lễ mừng 50 năm thành hôn của hai ông bà Hồ Lộc và Phạm Thị Ngọc Liễu. 50 năm thành hôn là một cái con số phải gọi là khủng khiếp. 50 năm sống trong gia đình, đời sống gia đình không phải là chuyện đơn giản. Và nhân đây thì cũng thay mặt cho nhà dòng với cộng đoàn xin chúc mừng cho hai người cũng như cho gia đình nhân ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành hôn. Và cũng trong thánh lễ này, một người xin hiệp ý tạ ơn Chúa Đức Mẹ, cầu cho linh hồn Francisco mới qua đời và cầu cho linh hồn Giuse và Maria. Và giờ đây chúng ta cùng nhau khiêm nhường thống hối, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm chúng ta đã xúc phạm đến Chúa trong những tuần, trong tuần qua, để rồi những lời nguyện ước của chúng ta qua hiến tế của Chúa Giêsu trong thánh lễ được Thiên Chúa Cha chấp nhận. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng thánh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu xong. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, con cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới đất cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng,
Chúa ở bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là nơi thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là nâng tôi cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nguồn phán sinh mọi điều thiên hảo. Xin đáp lời con cái nài vang mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng và giúp chúng con đủ sức thi hành. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin em ân nhân từ nhìn đến ông bà Trần Hữu Lộc và Phạm Thi Ngọc Liễu cùng với đàn con cái cháu chắc đã sinh ra và giáo dục cho nên người tin hữu. Xưa Chúa đã dùng bí tích kỳ diệu để củng cố mối tình son trẻ của ông bà. Giờ đây xin vì những việc lành phung đương ông bà đã làm suốt 50 năm qua mà cho được an hưởng tuổi già. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hằng tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, con trai bà chủ nhà đau liệt, cơn bệnh nguy kịch đến nỗi chẳng còn hơi thở. Bà ấy liền nói với Elia rằng: Thưa người của Thiên Chúa, giữa tôi với ông có liên can gì? Ông đến nhà tôi để khơi lại những tội của tôi và giết chết con tôi sao? Elia đáp lại: Bà hãy giao con bà cho tôi. Rồi ông bế lấy đứa trẻ từ lòng mẹ nó, mang lên trên lầu nơi ông cư trú và đặt nó lên giường ông. Đoạn ông kêu lên cùng Chúa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, cớ sao Chúa giáng họa giết chết con trai bà chủ nhà nơi con cư ngụ đây? Ông ấp mình 3 lần trên đứa trẻ và kêu lên cùng Chúa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con xin Chúa cho linh hồn đứa trẻ này trở về trong nó. Và Chúa nhập lời Elia, cho hồn nhập lại đứa trẻ và nó sống lại. Elia liền ẵm đứa trẻ xuống nhà dưới, trao lại cho mẹ nó và nói rằng: Đây, con trai bà sống lại rồi đây. Bà ta thưa cùng Elia rằng: Bây giờ nhờ việc này, tôi biết rõ ông là người của Thiên Chúa, và lời của Chúa nơi miệng ông là lời chân thật. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Con ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu thoát con khỏi tay quân thù. Con ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã
Chúa. Vì Ngài đã thương quan con, cứu thoát con khỏi tay quân thù. Chúa lại chống nhận lời mà xót thương con phụ, và lạy Chúa trời con xin xuống ơn thánh cứu giúp cuộc đời. Vì Chúa là Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, tôi cho anh em biết tin mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, vì tôi không nhận cũng không học với loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mà khải. Anh em nghe nói về đời sống của tôi trước khi tôi vào đạo Do Thái. Tôi đã bắt bớ và phá hoại hội thánh của Thiên Chúa thái quá. Trong đạo Do Thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ông tôi. Nhưng khi đấng tách riêng tôi ra từ dòng lòng mẹ và dùng ơn người mà kêu gọi tôi, đã thương mặc khải con người trong tôi để tôi rao giảng Ngài trong các dân ngoại. Vì không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên Jerusalem để gặp các vị làm tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia rồi lại trở về Damascus. Đoạn 3 năm sau, tôi mới lên Jerusalem để gặp Phêrô và lưu lại với ông 15 ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào khác ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alle, alle, alle. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia. Và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoàn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán:
Hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin kính chào quý cha, quý thầy. Ở đây không có sơ nào không ạ? Chắc không có các sơ. Thôi thì anh em tất cả mọi nơi mọi chỗ hôm nay tới với cộng đoàn bé nhỏ của chúng tôi hôm nay. Và nhìn vào cái cộng đoàn ngày hôm nay đó, tôi phải nói rằng chưa có bao giờ mà lộn xộn như thế này. Cái lộn xộn đây là cái lộn xộn tốt. Và Chúa cũng sẽ làm một cái phép lạ nó nhỏ nhỏ thôi để cho nó có trật tự. Anh em thấy đó, chúng ta nhớ đến người đau. Chúng ta nhớ đến những người có những kỷ niệm tuyệt vời. 50 năm sống trong đời sống hôn phối. Có những người khác thì có những cái người phải nhớ đến. Mình sống thì phải có đức tin, phải có cái lòng hiếu thảo để xin lễ cho bà con cô bác của mình. Và chính ngày hôm nay đó, chính thức là tôi có nhiệm vụ trong nhà dòng là phải gọi là trực đó. Tôi đời xưa cũng là quân nhân, tôi phải trực. Nhưng mà cuối cùng đó, ông cha bề trên, ông ấy nói với tôi thế này: không nay đúa mọi thứ, lo con ở kia. Mà đúng, mà nếu mà cái hoàn cảnh của tôi đứng lên đó, thì làm sao mà làm cho nó có trật tự được cho cái cộng đoàn bé nhỏ mà lộn xộn như thế này. Phải có đứng bề trên. Và khi bề trên nói lên một cái á, tôi thấy rêm rắc á. Mà tôi ngồi tôi cũng yên tâm vô cùng. Anh em có đồng ý vậy không? Tôi thấy là có nhiều người thì chưa biết đồng ý hay không đồng ý. Nhưng mà đồng ý hay không đồng ý tôi cũng xin kệ thôi. Nhưng mà tôi thấy là bà con cô bác chúng ta ngồi yên như thế này, tôi vui vẻ lắm. Và hôm nay đó anh em chúng ta thấy tất cả mọi người đông đủ như thế này, mọi hạng người thế này á, phải chăng là mỗi một người của chúng ta đều có một cái trách nhiệm sau khi đã được ơn đức tin, sau khi đã được sống lại, sau khi đã được ơn Chúa Thánh Thần rồi, tung đi khắp mọi nơi để làm chứng về cái tình thương yêu đó của Chúa. Và vì vậy cho nên anh em chúng ta thấy á, nó có sự kết hợp lẫn với nhau. Và Chúa sẽ làm phép lạ đây này. Anh chị em thân mến, thành Na-im luôn hiện tỏ ở dân chân núi Ta-bo, cách Nazareth chừng 10 cây số. Chúa Giê-xu đi bộ, theo sau là một đám đông cả nam cả nữ, những người đã từng say mê nghe lời Ngài giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Ngài đã làm. Chúng ta không thiếu phép lạ đâu, cứ nghĩ trong đời mình sẽ có nhiều phép lạ lắm. Các môn đồ và một đám đông cùng đi với Ngài. Đến cửa thành, đúng lúc người ta khiêng đi chôn một người chết, đứa con của mẹ nó, và là một bà quá. Thánh Đô Ca, thánh sử duy nhất được mệnh danh là thánh sử của mẹ Maria. Ngài nói với thời thơ ấu của Chúa Giê-xu với những chi tiết có thể nói là bởi chính miệng của mẹ Maria. Việc Chúa Giê-xu làm cho kẻ chết sống lại trong làng kề cận ngay Nazareth đó không thể không đến tai của mẹ Maria. Và người ta hiểu tất cả những sự kiện đã ghi vào ký ức của mẹ đó không thể không sống lại. Khi về sau này, chính con của mẹ là Đức Giê-xu cũng sẽ đã chết, đã sống lại, giúp ta so sánh hai hoàn cảnh: một bảo quá, một đứa con duy nhất đã chết,
bây giờ sống lại và được trả lại cho mẹ nó. Ở đây không thiếu những cái hoàn cảnh đó đâu. Thấy bà ấy, Chúa chạy lòng thương xót và nói với bà, đừng khóc nữa. Chúng tôi đi giảng khắp nơi, đi lễ an táng, rồi đi đưa ra ngoài huyệt. Trời ơi, lăn lóc kinh khủng luôn. Có người lăn ngay xuống mồ luôn đó. Dễ sợ. Đừng khóc nữa. Đây không phải là một lễ vô tình khi Thánh Đô Ca dùng tiếng Chúa cho vai trò ở đây của Đức Giê-xu. Vì thường tức hiệu Chúa trong Kinh Thánh dùng để chỉ đấng Gia-vê cao cả và giáo hội tiên khởi chỉ đấng sống lại. Nhưng Thánh Đô Ca đã dùng nó tới 19 lần để chỉ tức hiệu bí nhiệm vinh quang này của Chúa Giê-xu trong ba ngôi Thiên Chúa. Đang khi đó, Thánh Ma-thi-ơ và Ma-cô mỗi vị chỉ dùng danh hiệu đó cho Đức Giê-xu chỉ có vỏn vẹn một lần mà thôi. Chúa cao cả những đầy lòng thương xót. Các tôn giáo khác cho vị Thiên Chúa là đấng cao cả, xa vời, thản nhiên, không cảm động và cũng chẳng có động lòng. Dân Israel đã có mặc khải về một đấng Thiên Chúa hiền mẫu, có lòng, có tình cảm. Ô-sê đoạn 1, Thánh vị 51. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài xuất hiện rất là người, rất là gần gũi, có thể cảm kích trước mặt đau buồn khốn cực, nghèo nàn, đau khổ, bị bách hại. Ngài thật là nhân loại của Chúa. Bản thân của Ngài chính là người Chúa. Bởi đấy, Thánh Sử lúc qua mới viết, Chúa động tình thương tận đáy lòng là như vậy. Đứng trước các tang thương của con người trần thế, luôn luôn Chúa có cảm xúc sâu đậm. Vậy Đức Giê-xu muốn làm gì đây? Kề cận ngay cổng làng bé nhỏ Na-im, dấu chỉ gì đây Ngài sẽ ban cho ta? Thấy bà ấy, Chúa chạy lòng thương và nói với bà, đừng khóc nữa. Có những cái tiếng rất là nhỏ, rất là ngắn gọn, nhưng khi nói ra tới tay, nó xuống lòng của chúng ta không thể cầm mình được. Chúa Giê-xu nghĩ tất cả các bà mẹ đang buồn sầu, khóc than một người con đã chết, phải chạy đi xa, làm phiền lòng cha mẹ, sống như thể đã mất đức tin, vân vân và vân vân. Thực tế trong cộng đoàn chúng ta nhiều lắm. Mang đến cho các bà nhiều an ủi và nhẹ nhàng nói lời khích lệ vào tai, đừng khóc nữa. Lạy Chúa Giê-xu, xin thắm đức tín, tiến lại. Ngài đụng tới quan tài và các kẻ khiêng giữ lại. Rồi Ngài nói, thanh niên, ta bảo ngươi hãy trỗi dậy. Danh từ hãy trỗi dậy là một chuyển khiến dùng để chỉ việc Đức Giê-xu sống lại. Luca 9 và những người Chúa chọn sống lại ngày tận thế. Luca 20. Danh từ cũng nhắc nhở ta điều gì đã xảy ra ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Hãy tỉnh thức, hỡi người mê ngủ, hãy trỗi dậy trong những người đã chết, và Chúa Giê-xu sẽ soi đường, dẫn lối cho ta. Ê-phê-sô đoạn 5, Cô-lô-sê đoạn 2. Anh em được chôn vùi với Đức Giê-xu Ki-tô
lúc chịu phép rửa tội. Thì khi Ngài sống lại, anh em cũng tìm kiếm với Ngài những điều ở trên cao. Ở trên cao, ở đó Đức Giêsu ngồi bên hữu Thiên Chúa Cha. Côlôse đoạn 3 câu 1. Lời khẳng định của ông Garando thật là đúng, nhưng nghĩ vẫn chưa đủ. Sống lại là một cựu cách mới Đức Kitô và các môn đệ của Ngài phải sống. Phép lạ đích thực hơn cả cái mồ trống là không những Đức Giêsu Kitô và các môn đồ của Ngài ngày hôm trước còn đang hốt hoảng sợ hãi, bây giờ bắt đầu sống đời sống mới theo thần khí của Chúa. Sách ông ấy viết Appel au Vivant, lời kêu mời cho những người sống, trang 182. Vậy sự sống lại đích thực là bởi Chúa mà ra, không ai có thể làm câu chuyện đó được. Và mơ ước được sống mãi mãi muôn đời là nguyện vọng thông thường của mọi loài mọi vật đã được ghi sẵn vào bản tính của chúng. Không phải là con người mà thôi đâu, cả vạn vật đều là mong đợi cái ngày hiển vinh của con người, của chúng ta. Trên vấn đề tổng quát này, chỉ có đức tin Công giáo mới dám khẳng định và xác quyết là do Thiên Chúa mặc khải. Qua Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa đã can dự vào thân phận con người. Philip đoạn 2, để lôi kéo con người theo sau Ngài trong thân phận là Thiên Chúa vĩnh cửu. Cũng như Cha đứng hàng sống đã sai ta và ta sống như Cha, thì kẻ ăn ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ ta. Gioan đoạn 6 câu 57, và ta sẽ cho nó sống lại ngày sau hết. Gioan đoạn 6 câu 40. Phép thánh tế là dấu chỉ đi trước của sự sống đời đời ấy. Vậy nhờ thánh tế ta được mai táng là một với Ngài trong sự chết, ngõ hầu nhờ Đức Giêsu Kitô, nhờ bởi vinh quang của Cha đã được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới. Roma đoạn 6 câu 4. Nhưng hỡi những bà con thân yêu đã được rửa tội, ở đây chúng ta hết thảy ở đây, cộng đoàn lung tung, tuổi tác lung tung, phận sự lung tung, mà tất cả chúng ta đều đã được chịu phép rửa tội. Hỡi những bà con thân yêu đã được rửa tội, có phải đúng là chúng ta đã sống đời sống mới cả chăng? Kẻ ít kẻ nhiều, kẻ già kẻ yếu, và người chết trỗi dậy, chồm dậy và lên tiếng nói, và Đức Giêsu trao lại cho mẹ nó. Anh em thấy cái cử chỉ đẹp không? Hôm nay bắt tay có những bạn thân yêu, có những người xa gần, lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Trời ơi, cái bắt tay thân thương thế nào. Gặp những cái đứa con nó cao hơn bố nó, tôi nói thế này, con hơn cha thì nhà có phúc. Anh em thấy đó, đúng thật là như vậy đó. Và người chết ôm trở dậy và lên tiếng nói, và Chúa Giêsu trao lại cho mẹ nó. Mọi người phát kinh hãi và tôn vinh Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả đã trỗi dậy giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viễn thăm dân của Ngài. Một cái nhận định sơ khởi. Anh chị em thân mến, viễn thăm đây của Chúa có tính cách tạm bợ, không cho chúng ta thấy quyền năng dứt khoát của Chúa trên tử thần đối với cậu thanh niên con của một bà quá đó. Chúa trực lòng thương xót đã làm cho sống lại và trao lại cho mẹ nó. Chúa đã cho chúng ta một dấu chỉ có tính cách hậu thế,
Hậu thế có nghĩa là tưởng thanh niên thu nữ của tôi tưởng là mình sẽ không chết, vì đầy sức sống mà. Nhưng mới biết đâu được đó, chính những thanh niên thu nữ đó chết trước có mấy ông cụ già nữa. Đó, cái danh từ đó, đó tôi có tính cách là hậu thế đó. Này là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ dựng trường hợp ở với họ, và họ sẽ là dân của người. Còn người Thiên Chúa ở cùng họ sẽ là Thiên Chúa của họ, và người sẽ lau sạch nước mắt họ. Chết không có nữa phiền buồn, kêu gào, khó nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua. Khải Huyền, đoạn 21, câu 4. Nhờ đó những lời hứa vì ngày quang lâm cao quý vĩ đại đã được ban xuống cho ta. Ngõ hầu nhờ vậy, anh em đã thông chia của một bản tính thân thần linh thoát cảnh đồi bại do bởi đam mê thế tục. Sách 2 Phêrô, đoạn 1, câu 4. Vậy để kết luận, nhờ phép rửa, nhờ phép lạ Chúa làm cho người thanh niên thành Na-im sống lại, ta có một bài học đáng giá. Xin Chúa cho chúng con biết sống ơn bí tích rửa tội để sống đời sống mới, và biết chia sẻ đời sống lòng con Chúa cho những anh em chị em xung quanh. Chúa lên trời rồi, Chúa ban Chúa Thánh Thần, Ngài xê tất cả chúng ta, không riêng gì các linh mục, các tu sĩ nam nữ, và cho mọi người trên thế giới này đã được rửa tội, đi khắp mọi nơi, mọi đàng nghèo đó, ở trong gia đình, ở trong quán ăn, ở trong công việc ăn làm, đi chơi, đi biển, tất cả mọi cái chỗ đó đều là có cái chứng tá của Thiên Chúa tất cả, vì tất cả mọi người chúng ta đã được dấu chỉ là những người con cái của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho anh em để thực hiện ý được đó. Và cũng xin hiệp với cha bên trên, chúc mọi người, đặc biệt những người có một cái đặc biệt trong ngày hôm nay, những cái kỷ niệm sâu sắc đó đó, thì chúng ta còn lại trong cuộc đời đó, chúng ta hãy xin Chúa cho các con cái chúng ta nó giữ vững đức tin và thay thế chúng ta để sống xứng đáng là một người Việt Nam ở khắp thế giới. Và cũng cảm ơn Chúa, tôi đi khắp mọi nơi, các đấng hồng y, các giám mục, các linh mục, tu sĩ liêm nữ, để ca ngợi ngợi khen Chúa, vì người Việt Nam chúng ta không kể riêng tư là người Công giáo, vì người đó chúng ta nói riêng đó là con cái của mẹ Maria La Vang và của các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo dựng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời đến Chúa Cha nữ người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu thống minh vào thống gia vì chúng ta, đời quan phong Si-ô Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai táng, Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nữa Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tình kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiền công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống nơi sống. Ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài luôn quan phòng, chăm sóc cho những nhu cầu của chúng ta. Giờ đây trong tâm tình tạ ơn và khiêm tốn, chúng ta dâng lên Thiên Chúa là Cha của chúng ta những lời nguyện ước sau đây. Xin dâng lên Chúa Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong hội thánh. Xin cho các ngài có cùng tâm tình và trái tim thương xót như Chúa Giê-xu trước những đau khổ của con người. Nhớ lời chiến cầu của mẹ thánh thương chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa những quốc gia đang sống trong chiến tranh, những con người phải vất vả vì nghèo đói, những nạn nhân của sự kỳ thị và bất công. Xin dùng lời hằng sống của Ngài tái tạo thế giới và đổi mới lòng dạ con người. Nhờ lời chuyên cầu của mẹ thánh thương chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Yêu thương là con đường đem lại sự sống cho cộng đoàn. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con biết quan tâm đến nhau, và nhất là những người già yếu và bệnh tật. Nhờ lời chuyên cầu của mẹ thánh thương chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa các tổ chức từ thiện, những công cuộc phục vụ của tôi tớ Chúa trên khắp thế giới. Xin ban cho họ lòng quảng đại và nhiệt thành, và nhất là niềm vui trong đời sống phục vụ. Nhờ lời chuyên cầu của mẹ thánh thương chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa Thầy Võ Thanh Hà, dòng Chúa Cứu Thế. Chúng con phó thác Thầy trong bàn tay nhân lành của Chúa. Xin Chúa ban cho Thầy sự bình an trong tâm hồn và sức khỏe trong thể xác.
Nhờ lời chuyên cầu của mẹ ăn cư du, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa linh hồn Giuse Nguyễn Khắc Vinh nhân dịp giỗ Giáp Năm. Xin cho linh hồn Giuse được hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa, và xin Chúa nâng đỡ bác gái và gia đình. Nhờ lời chuyên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những ơn lành Chúa đã ban cho hai bác Trần Hữu Lộc và Phạm Thị Liễu suốt 50 năm qua trong đời sống hôn nhân. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và ban muôn phúc lành xuống trên hai bác và gia đình. Nhờ lời chuyên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa những ý nguyện thầm kín trong lòng. Nhờ lời chuyên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con biết Cha luôn luôn lắng nghe những lời nguyện ước chân thành của chúng con và ban cho chúng con tất cả những nhu cầu theo mong muốn của Cha, phù hợp với thánh ý của Cha, và nhất là đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin Cha hãy nhậm lời chúng con khẩn nguyện nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp, và nhất là công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiếng lễ vật này để tỏ lòng thần phụng suy tôn. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ quả chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đấng đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những cuộc lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thương ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến, cho tới khi Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kêu toàn hội thánh trong đức mến, cầu nguyện Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse, các đấng phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Francisco, Giuse, Maria, Anna, Fero, Filipe, Domenico, Isabe, Juan Batista và những linh hồn chúng con nhớ đến trong thánh lễ này. Đó là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thế thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chương cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con đây, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
tôi. Gia đình con trong thôi.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bồi dưỡng chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mọi người cùng ngồi. Trước khi có một ít thông báo khác, xin nhắn các con trong ca đoàn Seraphim nhớ sau thánh lễ phải mà hướng dẫn của những người có trách nhiệm lên radio studio để đọc những lời chúc Father Day cho tuần tới cho radio. Và chúng ta biết ngày 19 tháng 6 này, tức là ngày kỷ niệm 25 năm ngày phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, cách đây 19 tháng 6 năm 1988, có ai sinh ra trước ngày đó? Có ai sinh ra sau ngày đó? Chắc cũng có một số các em 25 năm. Và nhân mừng 25 năm tuyên thánh Tử Đạo Việt Nam ở nhà dòng ở đây vào thứ sáu tuần tới, tức là ngày 14, sau thánh lễ thứ sáu buổi chiều, sau thánh lễ 6:30 đó thì khoảng chừng 7:15 sẽ chiếu lại cái cuộn phim 25 năm phong thánh Tử Đạo Việt Nam, chỉ trong vòng khoảng chừng 1:30. Xin là kính mời ông bà và anh chị em. Thật sự chúng ta biết biến cố rất là lớn đối với giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta, và đặc biệt trong bối cảnh thời bấy giờ không có một đức cha Việt Nam nào được phép của nhà cầm quyền cộng sản qua cả. Chỉ có đức cha Thiện, ngài mới qua đời năm ngoái, ngài nghỉ hưu ở Nice ở bên Pháp. Chỉ có ngài là đức cha Việt Nam duy nhất. Và vì thế đây là một cái dịp để chúng ta ôn lại, nhìn lại 25 năm qua. Nhà dòng ở đây có một số cha đã cũng đi qua Roma dự lễ và cũng đã đi về chầu Chúa rồi. Đó là cha Nghiễm và cha Hồng Phúc, trong đó cũng thấy ngay. Xin một lần nữa mời ông bà và anh chị em sau thánh lễ chiều thứ sáu ngày 14 tháng 6 này, khoảng chừng 6:30 lễ thì 7:15 chúng ta sẽ xem lại chút khoảng 1:30 để chúng ta ôn lại lần một, và thứ hai chúng ta cảm tạ ơn Chúa và tăng thêm lòng tin cho chúng ta, cũng như cầu nguyện cho gia đình chúng ta, đặc biệt cộng đồng Công giáo Việt Nam ở hải ngoại này. Và ngày 17 tháng 6, tức là Chủ nhật tới, là ngày Father's Day. Các ông bố trong cộng đoàn chúng ta sẽ có quà. Thầy Đức không biết chưa soạn quà hả? Thầy Đức cố gắng soạn quà. Năm ngoái năm kia hết tượng ảnh rồi tới keychain, không biết năm này có gì. Rồi và ngày 19 tháng 6, tức là ngày thứ tư, thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm phong thánh Tử Đạo Việt Nam, chiều thứ tư ngày 19 tháng 6, đức cha Oscar Solis, ngài là giám mục phụ tá tổng giáo phận Los Angeles và đồng thời cũng là phụ trách vùng đặc mục vụ San Pedro này, ngài sẽ đến đây trong thánh lễ tạ ơn với chúng ta. Xin kính mời ông bà và anh chị em chiều thứ tư ngày 19 tháng 6 đến tham dự lễ tạ ơn mừng 25 năm, kỷ niệm 25 năm các thánh Tử Đạo Việt Nam. Và sau đó thì trong tuần weekend, tuần đó là ngày 21, 22, 23 thì chúng ta sẽ có tĩnh tâm mừng kỷ bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bổn mạng của tu viện ở đây, bổn mạng của ca đoàn lớn, bổn mạng radio. Thì ông bà và anh chị em xin hiệp ý đến chiều 21, sáng ngày 22, ngày thứ bảy, và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật ngày 23. Cha giảng phòng là cha Nguyễn Tiến Lộc, người chúng ta quen gọi là cha Tiến Lộc, ngài từ Việt Nam qua. Ngài sẽ giảng giúp chúng ta trong kỳ giảng phòng lần này. Xin mời ông bà và anh chị em đến tham dự ngày 21, 22, 23 chứ không phải là ngày hôm qua hôm kia. Đó là một số thông báo cho ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất là đông những bà và anh chị em nhiều nơi đến, và đặc biệt là những người có mặt từ thuở ban đầu của dòng Chúa Cứu Thế ở Long Beach này, một số giới chức nhân đến đây để kỷ niệm một năm lễ giỗ của cụ Giuse Nguyễn Khắc Vinh,
là cụ là cũng là một trong những giới chức đầu tiên của cộng đoàn Long Beach ở đây, bên nhà thờ bên Saint Lucy, cộng đoàn Chúa Cứu Thế cũng sinh hoạt ở đây. Có một số cụ ở đây, và đương nhiên cha quản nhiệm Tiên Khởi và cha bề trên Long Beach ở đây, đó là cha già Châu Xuân Báu. Ngày hôm qua ngài với tôi đi dự lễ đám cưới của người con út, con gái út của cụ Cẩm, cũng là một trong những giới chức của cộng đoàn Chúa Cứu Thế Long Beach. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa cho các cụ vẫn còn tiếp tục với chúng ta, và nhà dòng rất là ghi ơn tất cả những đóng góp của những người đi trước, của các ân nhân, những người đã qua đời cũng như những người vẫn còn đang hiện diện với chúng ta. Xin Chúa ban ơn trả công cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay cũng là 50 năm thành hôn của ông bà Trần Hữu Lộc và Phạm Thị Ngọc Liễu. Cách đây 10 năm chúng tôi biết nhau, cách đây 10 năm khi dự đại hội Hội Ngộ Niềm Tin, Đức ông Đạo hiện nay là Đức cha Đạo Giám mục Phụ tá Xuân Lộc đứng ra tổ chức, đó là cuộc Hội Ngộ Niềm Tin của cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại khắp thế giới, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Sau đó thì cũng cái mục vụ phối kết cũng đã được Đức Hồng Y Ivan Diaz của Thánh Bộ Truyền Giáo đóng sổ luôn, bởi vì các giáo dân Việt Nam hội nhập vào các giáo phận địa phương hết rồi. Cách đây 10 năm đi Hội Ngộ Niềm Tin có ông Cố Hưởng, bà Cố Hưởng đây, và tôi cũng vẫn còn hãnh diện, đó là cái đoàn đông đảo nhất đi từ Hoa Kỳ, hơn 100 người, 102. Ông Cố Hưởng cũng là đại diện cho bên Hoa Kỳ lên, cũng có một bài phát biểu lúc khai mạc, không biết còn nhớ gì không biết nữa. 10 năm rồi, và dĩ nhiên 10 năm, còn 40 năm trước đó thì dĩ nhiên hai ông bà Lộc và Liễu đây thành hôn trước mặt Chúa. Đó là một cái điều chúc phúc của Chúa ban cho. 50 năm thành hôn không phải là chuyện dễ, phải ghi vào sổ kỷ lục, bởi vì chúng ta biết cuộc sống không phải được, cuộc sống gia đình nhất là thời buổi ngày nay và ngay cả Việt Nam hiện nay cũng gặp những khó khăn, và vì thế đó là một cái điều chúc lành của Chúa ban cho gia đình cũng như cho tất cả các gia đình hiện nay của chúng ta. Xin Chúa chúc lành. Và giờ đây xin mọi người hiệp ý và xin gia đình ông bà Lộc Liễu đứng lên. Xin mời thầy phó tế và các cha chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta đưa tay ra để cầu nguyện cho gia đình nhân lễ 50 năm thành hôn của ông bà Liễu Lộc Liễu. Xin mời gia đình đứng lên. Các ông bà và anh chị em, chúng việc những người khác chúng ta ngồi xuống, vẫn tiếp tục ngồi và chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Xin các cha giơ tay ban phúc, xin Chúa ban đặc cầu nguyện đặc biệt cho gia đình dịp 50 năm này. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho ông bà Trần Hữu Lộc và Phạm Thị Ngọc Liễu trong ngày kỷ niệm thành hôn 50 năm. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về hồng ân 50 năm thành hôn của gia đình. Xin Chúa chúc tục chúc lành cho hai người và cho hai người luôn luôn được trung tín với Chúa trong những ngày tháng còn lại của cuộc sống, và nhất là làm gương sáng cho con cháu và trở nên dấu chỉ tình yêu thương của Chúa đối với Hội Thánh qua đời sống trung tín trong bậc vợ chồng. Chúng con xin cầu xin nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi xin mời các cha thầy ngồi. Xin mời bà và anh chị em ngồi xuống cho tràng pháo tay cho chúc mừng 50 năm. Và xin ông bà và anh chị em, như đã nói trong lời nguyện, xin bà và anh chị em hiệp ý tiếp tục cầu nguyện cho nhà dòng, đặc biệt cho thầy Hà trong lúc đau yếu. Và nhà dòng ở bên Houston vào cuối tháng này sẽ có tĩnh tâm hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như mọi năm, và đặc biệt cái nhà trước đây vừa là tĩnh tâm vừa là nhà cho sinh viên, giờ đây đã biến hoàn toàn thành nhà cho tĩnh tâm, và sẽ gọi là
ra mắt, trùng tu, đã được trùng tu sẽ ra mắt vào tuần tới. Ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho nhà dòng. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả ông bà và anh chị em trong một tuần lễ mới. Bây giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi bình an. Ta ơn Chúa.